Vừa khoe bộ ảnh lãng mạn với Á hậu Phương Nhi, Isaac lại bất ngờ gọi Hòa Minzy là vợ. Sau màn đu idol thành công từ vị trí Á hậu Phương Nhi, cô nàng nhanh chóng được người hâm mộ liên tục đẩy thuyền với nam ca sĩ Isaac bởi sự xứng đôi vừa lứa. Mới đây, Isaac và Á hậu Phương Nhi khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với loạt ảnh tình tứ bên nhau. Nhan sắc của cả hai trong bộ ảnh được đánh giá là gấp đôi visual. Đây là bộ ảnh quảng bá nằm trong dự án ra mắt MV của nam ca sĩ với sự xuất hiện của nàng hậu Gen Z Phương Nhi. Trước đó, Á hậu Phương Nhi từng bày tỏ sự ngưỡng mộ và thích thú trước nam ca sĩ Isaac. Cô nàng có màn đu idol thành công khi được Isaac mời tham gia vào MV ca nhạc. Cả hai đã thực hiện nhiều phân cảnh lãng mạn bên nhau, cũng như liên tục xuất hiện những khoảnh khắc tình bề bình trên mạng xã hội. Isaac bày tỏ trạng thái trong bộ ảnh mới được đăng tải như lời cảm ơn đến người hâm mộ. Bộ ảnh này như một món quà đầu năm mới gửi đến tất cả khán giả đã yêu mến Isaac và Nguyễn Phương Nhi. Xin chúc mọi người một năm mới với thật nhiều thuận lợi và thành công. Tuy nhiên, Isaac lại được dân tình soi ra khoảnh khắc tung hứng hài hước cùng Hòa Minzy trong một chương trình về âm nhạc. Thậm chí, trong một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội khi nữ ca sĩ tất bật bưng đồ uống, Isaac còn không ngần ngại gọi Hòa Minzy bằng vợ ơi. Đáp lại lời nhắc nhở đi đứng cẩn thận, cô nàng thẹn thùng, vợ, anh nói gì dạ, anh đừng gọi em như thế, anh nói lại đi.